Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử sao Hoa ngữ. Trong bản tin ngày hôm nay, sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử diễn viên Mông Gia Tuệ. Mông Gia Tuệ sinh vào ngày 3 tháng 8 năm 1973 tại Hồng Kông, là một nữ diễn viên truyền hình, diễn viên điện ảnh kiêm người mẫu nổi tiếng người Hồng Kông. Cô từng là diễn viên độc quyền của hãng TVB. Một số bộ phim mà Mông Gia Tuệ đã tham gia: phim truyền hình năm 2000 Màu Xanh Hy Vọng, Bàn Tay Nhân Ái phần 2, năm 2001 Chấp Hành Mật Lệnh, năm 2002 Anh Hùng Trong Biển Lửa phần 2, Thiện Ác Đối Đầu, năm 2003 Hồ Sơ Tuyệt Mật, năm 2004 Lực Lượng Phản Ứng phần 4, 30 Ngày Điều Tra, Cung Phu Túc Cầu, năm 2005 Quyền Lực Đen Tối, Bàn Tay Nhân Ái phần 3, Túy Đả Kim Chi, năm 2006 Bằng Chứng Thép, Tổ Ấm Tình Nhân, năm 2007 Sóng Gió Gia Tộc, Nỗi Lòng Của Cha, Tuyệt Thế Anh Tài, năm 2008 Bằng Chứng Thép phần 2, Tìm Lại Một Nửa, năm 2009 Đội Điều Tra Tinh Nhuệ, Đội Điều Tra Liêm Chính, năm 2010 Sự Cám Dỗ Nguy Hiểm, năm 2011 Hôn Nhân Tiền Định, năm 2013 Giải Mã Nhân Tâm phần 2, năm 2014 Nội Giám, năm 2015 Họa Tốc Cứu Binh phần 3, năm 2017 Gia Đình Sức Mạnh, Cuộc Sống Hạnh Phúc Không Con Cái của Trịnh Y Kiện và Mông Gia Tuệ. Sau 8 năm hẹn hò, Trịnh Y Kiện và Mông Gia Tuệ đã tiến tới hôn nhân. Đã 7 năm làm vợ chồng, cặp sao của làng giải trí Hồng Kông sống rất giản dị, bình yên và hạnh phúc dù chưa có con chung. Trịnh Y Kiện và Mông Gia Tuệ đã bí mật tổ chức đám cưới tại Nhật Bản vào năm 2013. Sau những năm hẹn hò thì họ đã trì hoãn đám cưới vài lần trước khi sự kiện này xảy ra. Cuộc tình của họ vốn luôn khiến cho người hâm mộ tò mò và hồi hộp. Trịnh Y Kiện và Mông Gia Tuệ đã bắt đầu hẹn hò từ năm 2006, không lâu sau khi nam diễn viên điển trai này tuyên bố chia tay với người đẹp Lương Vịnh Kỳ. Suốt 7 năm hẹn hò đã rất nhiều lần báo giới xôn xao trước thông tin Trịnh Y Kiện và Mông Gia Tuệ đi dự định làm đám cưới rồi chia tay. Đám cưới vào năm 2013 là lời khẳng định cho mối quan hệ bền vững của Trịnh Y Kiện và Mông Gia Tuệ. Đám cưới của họ diễn ra rất đơn giản nhưng ấm cúng với sự tham gia của khoảng 50 người, đúng với mong muốn của hai nhân vật chính. Được biết, chú rể và cô dâu đã gửi thiệp mời dự tiệc tới mọi người nhưng không giải thích đó là đám cưới của họ. Chính vì thế mà không ai chuẩn bị quà tặng và hoàn toàn bất ngờ trước đám cưới của cặp sao nổi tiếng làng giải trí xứ Hương Cảng. Sau hôn lễ thì Trịnh Y Kiện đã thông báo trên trang cá nhân rằng anh đã chấm dứt cuộc sống độc thân bằng việc tung lên mạng một đôi gấu có tiếng Anh của Trịnh Y Kiện và Mông Gia Tuệ. Trước khi tiến tới hôn nhân với Mông Gia Tuệ thì Trịnh Y Kiện đã từng có cuộc tình 8 năm với Lương Vịnh Kỳ và hơn 8 năm với đàn chị Thiệu Mỹ Kỳ. Những cuộc tình của Trịnh Y Kiện đều tiêu tốn giấy mực của giới truyền thông. Sau đám cưới bí mật thì vợ chồng của Trịnh Y Kiện hầu như ít xuất hiện cùng với nhau tại các sự kiện. Họ sống rất giản dị và thỉnh thoảng lọt vào ống kính của giới săn ảnh khi nắm tay nhau dạo phố. Trong thời gian mới đây thì giới săn tin đã bắt gặp vợ chồng của tài tử họ Trịnh tại sân bay Hồng Kông. Họ đã trở về Hồng Kông sau chuyến du lịch ngắn ngày. Cả hai đã đều đeo khẩu trang và mang theo nước rửa tay khô để phòng chống dịch Covid-19. Vài năm trở lại đây, Trịnh Y Kiện và Mông Gia Tuệ đã thường xuyên tới Nhật Bản để nghỉ dưỡng. Cặp đôi thích cuộc sống giản dị và du lịch đây đó, khám phá thế giới. Cả hai cũng rất mê các môn thể thao ngoài trời như bơi lội, leo núi hay đạp xe. Chính vì vậy, cuộc sống dù không có con nhưng vẫn luôn tràn ngập niềm vui và sự kết nối. Tháng trước thì một người hâm mộ đã bắt gặp hai vợ chồng Trịnh Y Kiện đi leo núi tại Fukuoka, Nhật Bản. Cả hai đã mang trang phục, thể thao và vui vẻ đạp xe trò chuyện khi dạo phố. Tuy nhiên, khi tình hình Covid-19 tại Nhật Bản bắt đầu diễn biến phức tạp và có ca nhiễm tại Fukuoka thì cặp đôi đã lên đường rời Nhật Bản về Hồng Kông. Khi bắt đầu gặp giới săn tin tại sân bay thì vợ chồng Trịnh Y Kiện đã vui vẻ vẫy tay chào họ nhưng từ chối bình luận về dịch Covid-19. Một nguồn tin đã cho hay,
vợ chồng của Trịnh Y Kiện định bay sang Nhật để tránh dịch Covid-19 tại Hồng Kông. Hai người lên kế hoạch ở Nhật từ tháng 2 đến hết tháng 4, nhưng do dịch bệnh tại Nhật nên họ buộc phải thay đổi kế hoạch và quay trở về Hồng Kông sớm hơn dự định. Nhật Bản luôn là địa điểm yêu thích của vợ chồng Trịnh Y Kiện. Họ đã từng chọn nơi này là địa điểm làm đám cưới và du lịch Nhật Bản thường xuyên ở trong năm. Có nguồn tin cho hay, cặp đôi còn dự định chuyến tới Nhật sống hẳn và thích lối sống yên tĩnh tại đây. Họ còn sở hữu một ngôi nhà tại Fukuoka và cho thuê trong nhiều năm qua. Khi không bận rộn với công việc, họ sẽ bay sang Nhật sống và nghỉ ngơi. Vài năm trở lại đây, Mông Gia Tuệ không còn tham gia vào các hoạt động của làng giải trí. Chồng của cô, Trịnh Y Kiện, hiện ngoài 50 tuổi, cũng như giải nghệ từ vài năm trước và bất ngờ quay trở lại làm việc trong 2 năm gần đây. Năm ngoái thì anh đã tổ chức tour diễn tại 15 quốc gia châu Á và dự định sẽ làm việc chăm chỉ trước khi tuyên bố chia tay làng giải trí một cách chính thức. Trịnh Y Kiện đã có 30 năm lăn lộn trong làng giải trí và có đủ số vốn để đầu tư kinh doanh về bất động sản. Năm 2008, anh đã mua một ngôi biệt thự trị giá 28 triệu đô la Hồng Kông và hiện tại ngôi biệt thự này đã tăng giá gấp 3 lần. Riêng tại Hồng Kông thì anh sở hữu nhiều bất động sản lớn nhỏ và trị giá hơn 100 triệu nhân dân tệ. Quá khứ nhiều vấn đề của Mông Gia Tuệ. Mông Gia Tuệ bị bạn bè xa lánh vì xấu xí. Tuy có cha mẹ đầy đủ nhưng từ lúc còn rất nhỏ thì Mông Gia Tuệ đã phải sống với bà ngoại. Năm 11 tuổi thì cô đã được mẹ đón về sống chung sau khi bà mất. Ký ức của Mông Gia Tuệ về mẹ là sự giáo dục quá nghiêm khắc, là những trận đòn bất ngờ từ trên trời ụp xuống. Tuổi thơ của nữ diễn viên bằng chứng thép gần như không có tiếng cười, phải liên tục chuyển trường vì cuộc sống gia đình không ổn định. Ở trường học, chỉ vì cái họ Mông nghe kỳ lạ, cộng thêm gương mặt không xinh xắn dễ thương vì mắt to, mày rậm, Mông Gia Tuệ đã thường xuyên bị bạn bè xa lánh, thậm chí mỗi sáng đến trường, họ đóng cửa không cho cô vào lớp, phải đứng bên ngoài chờ cho đến khi giáo viên tới. Cô bé Mông Gia Tuệ ngày xưa ít nói và không giao tiếp với thế giới xung quanh, nhốt trong cuộc sống của mình vào những trang tiểu thuyết. Vì vậy mà nhà trường đã xếp cho cô vào danh sách những thiếu nữ có vấn đề và cần hỗ trợ về tâm lý. Mãi đến năm 14 tuổi, khi cô em cùng mẹ khác cha từ từ thì Mông Gia Tuệ mới hiểu rằng sống như thời gian qua là sai lầm, phải thay đổi. Mông Gia Tuệ đã từng đóng phim. Gương mặt to, mày rậm đã khiến cho Mông Gia Tuệ bị bạn bè xa lánh, lại là cần câu cơm khi cô lớn lên. Năm 1989, cô đã được những người chuyên săn tin ngôi sao phát hiện và bắt đầu sự nghiệp người mẫu. Năm 1990, khi mới 17 tuổi, cô có cơ hội tham gia diễn xuất và đóng bộ phim đầu tiên mang tên Skillbound. Đó là một bộ phim được gắn mác. Cách đây không lâu thì báo chí Hồng Kông đã khui lại bộ phim này khiến cho Mông Gia Tuệ dở khóc dở cười. Cô không biết phải giải thích ra sao về sự việc này vì nó đã diễn ra lâu lắm rồi. Khi vẫn còn là một cô gái vô danh, kinh tế khó khăn, bạn trai của cô, nam diễn viên Trịnh Y Kiện đã nổi điên nổi khùng khi những hình ảnh không đẹp của Mông Gia Tuệ xuất hiện ở trên các tờ báo. Mông Gia Tuệ là hồ ly tinh cắt đứt mối tình Trịnh Y Kiện, Lương Vịnh Kỳ. Khoảng đầu năm 2008, trong một lần đi đánh vũ cầu với nhiều người bạn là diễn viên, Mông Gia Tuệ và Trịnh Y Kiện đã lần đầu tiên gặp nhau. Khi đó thì Trịnh Y Kiện vừa chia tay bạn gái không lâu nên người ta đã kết tội Mông Gia Tuệ chính là kẻ đã chen ngang cướp người yêu của nữ ca sĩ Lương Vịnh Kỳ. Suốt nhiều năm sau đó thì Mông Gia Tuệ luôn phải gánh tội này cho đến khi Lương Vịnh Kỳ kết hôn. Từ khi công khai tình yêu với Trịnh Y Kiện, Mông Gia Tuệ đã chịu rất nhiều búa rìu từ dư luận và các fan của chàng Trịnh và cả ác cảm của một số phóng viên. Cái tính thẳng ruột ngựa của cô đã không làm hài lòng nhóm nhà báo này nên tên của cô thường gắn với những thị phi trời ơi đất hỡi. Điển hình như câu chuyện Mông Gia Tuệ bị tố là bác thằng bẩn nướng hết tiền bạc trong casino khi cánh săn ảnh chỉ một lần phát hiện cô cùng với nhóm bạn sang Macau chơi. Hoặc như mới đây họ đã chụp được hình ảnh Mông Gia Tuệ khóc trong quán cà phê, thế là lên báo với chú thích cô đau khổ vì Trịnh Y Kiện không chịu làm đám cưới với mình. Chia sẻ về chuyện này, Mông Gia Tuệ đã lắc đầu ngao ngán. Ngòi bút trong tay họ, họ muốn viết thế nào thì làm sao tôi có thể ngăn cản được. Chỉ mong là khi viết thì họ bỏ vào những con chữ của mình một chút lòng nhân đạo.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.